Chào các bác xem video. Mùa mưa rất nhiều anh chị hỏi là phun thuốc gì để cho cây nó tốt, năng suất cũng như nó hạn chế bị bệnh. Nhiều bác mùa mưa thì trong nước mưa nó có một lượng đạm hữu cơ. Nhiều bác dùng những phân bón có hàm lượng là 30-10, 29-10, 20-10 phun lên lá. Thì các bạn biết là nó sẽ bị dư đạm, gây hiện tượng thối nhũn trên cây trồng rất là phổ biến, như là bệnh ghẻ lá, đốm mắt cua, đốm lết vi khuẩn, rồi ghẻ sẹo, thán thư, sương mai, phân trắng, thối nhũn vi khuẩn. Đấy, xuất hiện nhiều nhất là mùa mưa và tốc độ lây lan rất là nhanh, lây qua không khí cũng như lây qua nước và gió. Nhất là do các bác dùng thuốc với phân không đúng cách. Mùa mưa thì là nó ít nắng, hàm lượng carbon trong không khí nó bị giảm. Cây trồng thì sẽ hấp thụ carbon và thải oxy. Nắng đốt ra carbon giống như các bác dùng bếp củi này, hoặc là dùng than đốt đó, nó sẽ tạo ra carbon. Thì cây trồng của các bác là nó sẽ hấp thụ carbon này và thải oxy để trao đổi chất. Thì khi cây trồng sẽ dùng một rễ, những cái lông hút ấy, nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng, nước, muối khoáng và phân bón NPK trung vi lượng đưa lên trên mảnh gỗ cây và phân tán ra các bộ phận cây trồng như là lá cây, cành cây, quả, chồi hoa. Và để mà hấp thụ dinh dưỡng thì cây trồng nó phải nhận sự quang hợp, đó chính là ban ngày hấp thụ khí các bọn ích từ ánh nắng mặt trời và thải khí oxy và thoát cái hơi nước qua lỗ khí quyển, chủ yếu là mặt dưới lá. Đó là nguyên lý của cây trồng khi hấp thụ phân bón. Thì mùa mưa, các bạn thấy là mưa kéo dài thì ánh nắng rất là ít, hàm lượng carbon không có cao, cây trồng bị thiếu carbon, cho nên sự trao đổi chất rất là kém. Khi các bác mà dùng hàm lượng đạm quá cao thì sẽ gây hiện tượng là thối nhũn và bệnh nấm khuẩn phát triển mạnh. Và trong mùa mưa thì hàm lượng pH sẽ bị giảm, do trong nước mưa có tính axit. pH giảm là điều kiện để cho những vi sinh vật có hại, vi khuẩn, nấm khuẩn có hại phát triển mạnh, làm cây trồng bị gây bệnh. Cho nên là các bác mùa mưa thì chúng ta sẽ giảm hàm lượng đạm xuống và chúng ta phun những chất gì để phù hợp với mùa mưa, giúp cây trồng khỏe mạnh, kháng bệnh và đảm bảo là tốt. Mùa mưa thì các bác sẽ ưu tiên những chất mà có thành phần là canxi. Hàng nhập khẩu thì càng tốt các bác nhá, tại vì là hàng nó chuẩn, hàng hữu cơ thì càng tốt. Canxi và đi kèm bo. Đây là một chai canxi bo nhập khẩu từ Tây Ban Nha, rất nhiều bác xài và đánh giá rất là cao. Tôi chia sẻ cho các bạn trong video này. Thành phần chính là axit amin 5% là hữu cơ ấy. Canxi là 8%, bo là 2100 ppm. Thì có bo nó sẽ chuyển canxi đi, canxi thì sẽ nằm yên một chỗ các bạn, bo thì nó lưu dẫn. Thường canxi bo đi chung với nhau. Xịt canxi tốt vào mùa mưa, thứ nhất là canxi nó sẽ nâng pH. Đấy, nó nâng pH trong cây các bạn, tại vì trong nước mưa có axit mà. Canxi là nâng pH, giúp cây trồng cứng cây, tạo chất xơ, hạn chế bị thối nhũn, kháng để bệnh. Cho nên mùa mưa các bác ưu tiên những thành phần có canxi thì rất là tốt, và kèm theo nó là bo, là những phần non đấy, phần chồi, phần non như là phần hoa, phần quả non, phần chồi ấy, nó cần rất nhiều bo nhé, để nó mở ngọn và cho to cuống, chống rụng trái, tăng đầu trái. Đấy, các bạn xịt canxi bo. Ngoài ra thì các bạn sẽ kèm với humic. Humic là nước đen đen đấy, ở trong humic thì nó có một hàm lượng carbon, giúp cây trồng thiếu nắng sẽ tổng hợp carbon từ humic. Các bạn có thể tưới vào rễ hoặc là phun trực tiếp lên lá cũng được, cũng đều tốt cả. Đây các bạn sẽ xem là cái chai Humita này, chai 1 lít này, nhập khẩu của Tây Ban Nha nhé.
Đây các bạn này, Chedecop nhà sản xuất này, Spanin này, Tây Ban Nha này. Đấy. Thành phần thì nó là axit fulvic và axit humic kali 5%. Có kali thì nó tăng sức đề kháng, cứng cành cứng cây. Axit fulvic 3%, axit humic 10%. Đây là một loại cao cấp các bạn nhé, hàng nước ngoài thì là rất là chuẩn. Các bác đưa vào cây trồng thì cây sẽ hấp thụ tốt và năng suất. Những sản phẩm này tôi đã cung cấp cho nông dân khắp nơi rồi, đánh giá hiệu quả rất là cao. Hiệu quả là chúng ta sẽ thấy khác biệt chỉ sau 1 tuần 2 tuần khi sử dụng sản phẩm 1 đến 2 lần. Đối với chai này thì các bác sẽ dùng 1ml cho 1 lít nước. 100 lít là 5 phi nhé, 1.000 lít đấy. Các bác có thể pha phun lên lá, lên quả cũng được, hoặc là tươi gốc để phát triển bộ rễ, cung cấp carbon và phát triển bộ rễ, giải độc. Thì ngoài ra thì các bác có thể pha kèm với này axit humic DAG nhập khẩu của Mỹ. Đây là một dạng vẩy, có nhân dạng miệng ấy, chúng ta có thể trộn phân rải cũng được, không có bụi. Hoặc là hòa ra nước, chúng ta tưới cũng được, phun cũng được. Một kg là chúng ta pha cho từ 600 cho đến 1.000 lít nước, 5 phi. Nếu chúng ta pha chung ký này với lại chai này thì các bác pha cho 1.000 lít nước nhé. Rất là hiệu quả, cây ăn được, giúp cây phát triển xanh tốt cũng như tăng đề kháng, chống suy cây, năng suất hơn. Ngoài ra mùa mưa thì cũng cần yếu tố là trung vi lượng cần rất là cao để cho nó xanh dày lá và cho nó đầy lá, hạn chế lỗ hỏng để vi khuẩn nấm tấn công. Chai vi lượng Tây Ban Nha thì các bác xem video tôi cũng biết rồi, chai này 500ml, bộ đôi canxi bo với lại trung vi lượng, chúng ta phun thay đổi nhé. Cứ này chúng ta phun canxi bo, cứ sau chúng ta phun trung vi lượng để cho nó đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế lỗ hỏng, hạn chế bị vàng lá, xanh lá, sọc lá. Đây là những hàng hữu cơ được các nhà sản xuất Tây Ban Nha nghiên cứu rất là kỹ, cũng như có tính ổn định, chai nào cũng giống chai đó. Ở nước ngoài thì các bác biết là khi người ta mà nhập khẩu những hàng của nước mình sang nước người ta thì người ta rất khắt khe, chất lượng phải ổn định. Thì khi người ta mà xuất sang nước mình, chất lượng cũng phải ổn định đó, tiêu chuẩn cao. Chai nào cũng giống chai nào nhé, không phải là làm tốt rồi xong bắt đầu giảm chất lượng xuống, không có nhé. Hàng nước ngoài là nó chất lượng nó quản lý rất là nghiêm ngặt, cho nên các bác dùng thì nó sẽ đảm bảo. Có một chai Casibo này các bác dùng pha cho là 400 lít nước. Chai trung vi lượng này cũng liều dùng như nhau, cũng 400 lít, phun thay đổi. Tôi xin đọc thành phần của trung vi lượng này. Cũng axit amin 5%, canxi 1%. Kẽm là 9.000 ppm, mangan 7.000 ppm. Kẽm là 10.800 ppm, sắt là 9.000 ppm, mo là 900 ppm, mo là 900 ppm. Đấy. Cho nên là axit amin hữu cơ. Hai phần này các bác phun thay đổi nhé. Thứ nhất là phun cho tốt lá này, chống rụng hoa, tăng nở trái, lớn trái, đẹp trái, chống suy cây. Phun được tất cả các giai đoạn cây trồng, mọi giai đoạn. Là phun định kỳ. Khi thấy mà cây nó chống suy cây, dùng với phân bón Tây Ban Nha này thì hạn chế được phân gốc. Tại vì các bác bón phân gốc ấy, nó lên không kịp đâu. Với lượng trái nhiều như thế thì các bác sẽ phun trực tiếp để cho quả nó phát triển cũng như năng suất, bán nông sản được giá hơn. Thì đó là mùa mưa. Tất nhiên là mùa nắng thì các bác dùng thì càng tốt nhé. Mùa mưa thì chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải biết được kiến thức phân bón để dùng phân bón cho nó hợp lý. Chứ mùa mưa trong nước mưa nó có hàm lượng đạm hữu cơ, mà các bác cứ dùng những phân bón mà có hàm lượng đạm cao nữa thì nó càng dư đạm và gây hiện tượng thối nhũn, cũng như bệnh đốm mất cua, ghẻ lá phát triển mạnh, nấm hồng phát triển.
làm cây thì càng bị suy hơn và cây dễ bị ngộ độc đạm. Cho nên các bác lựa chọn sản phẩm để xịt vào mùa mưa cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ tăng cường carbon để giúp cây quang hợp tốt hơn, và canxi sẽ giúp cây trồng tăng đề kháng, cứng cây, chắc tế bào và nâng pH. Trong nước mưa thì nó có lượng axit và pH bị giảm, cho nên các bác cũng hạn chế dùng những sản phẩm mà có tính axit cao như đạm rồi Video tôi chia sẻ với các bác, như trả lời một số câu hỏi của các bác là mùa mưa chúng ta phun những thuốc gì, chất gì cho nó hiệu quả cao. Nhiều bác khi xem video sẽ hỏi mua sản phẩm này ở đâu, thì những sản phẩm này có đã bán rộng rãi ở các cửa hàng vật tư nông nghiệp, các bác cũng thể hỏi mua. Còn nếu cho các bác mà công ty chưa tới được ấy, vùng sâu vùng xa, thì các bác có thể liên hệ qua shop Vinline. Shop Vinline là một kênh shop phân phối uy tín, chọn lọc những hàng chất lượng cao để phục vụ các bác. Thì các bác sẽ kết nối Zalo là số điện thoại là 0967 80229, số trên màn hình nhé. Đó. Các bác liên hệ, nhắn tin hoặc gọi điện thì chúng tôi sẽ báo giá sản phẩm cũng như cách thức mua hàng, và các bác cho tôi địa chỉ. Cho địa chỉ cụ thể thì tôi sẽ đóng gói cẩn thận và gửi tận nơi cho các bác kiểm tra hàng, thanh toán. Các bác thấy video tôi hữu ích thì cho tôi một like, chia sẻ video, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo cho nông nghiệp. Cảm ơn các bác.